Thì đây là ứng dụng Voice FM, là ứng dụng chính của công ty WeWe. Thì các bạn cũng có thể thấy là ứng dụng giao diện rất là dễ sử dụng và toàn bộ là tiếng Việt hết. Ở trên này sẽ là giới thiệu một số cái tác phẩm nổi bật trong thời gian qua. Ở dưới này sẽ là những cái phần mà nghe gần đây. Đây là chức năng chỉ có ở WeWe thôi, tức là khi mà các bạn đã nghe những cái gì rồi á, nó sẽ đánh dấu lại cho các bạn. Khi mà các bạn nhấn vào, nó sẽ bật lại đúng các đoạn bạn đã nghe, giống y như bạn đánh dấu cuốn sách vậy đó. Ở dưới á, thì nó chia ra hai mục, một là audiobook, tất cả đều là có bản quyền hết, có chia theo các gọi là thể loại cụ thể để cho phù hợp với nhu cầu của các bạn. Ở dưới này nó sẽ có một phần gọi là podcast. Podcast thì có một cái từ này nó hơi xa lạ với người Việt, nhưng mà ở nước ngoài thì nó đang rất là nổi tiếng rồi. Nó có nghĩa là giống như talk show nhưng mà không có hình mà chỉ có tiếng vậy đó. Thì cũng tương tự như audiobook, nó cũng chia theo thể loại tùy theo nhu cầu hết. Thì và ở dưới này sẽ là những cái mục mới nhất. Đây là những cái tác phẩm mới nhất đã được upload lên ứng dụng. Thì các bạn có thể thử nghe qua một đoạn, ví dụ như mình có thể bật là đây là đoạn mình đang nghe dở tối hôm qua, đó là phần huyền thoại Lý Tiểu Long nè. Đó, các bạn có thể thấy ở đây có những cái nút chức năng, ví dụ như là có cả chức năng trên xe hơi nè. Khi các bạn đang lái xe á, thì nó sẽ có những cái nút chức năng rất là đơn giản và rất lớn để các bạn có thể đưa ra thao tác nhanh gọn lẹ. Còn với những cái chức năng khác thì các bạn có thể, ở đây các bạn có thể tải xuống, các bạn có thể đánh dấu lại là đây là cái trang bạn yêu thích. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Rồi, thì đó là một sơ lược về ứng dụng Voice FM. Thì các bạn có thể tải và Voice FM trên Apple Store hoặc là Google Play để có thể tự trải nghiệm nha. Giới thiệu ông Lâu Lập Thành, trưởng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Bách Việt. Trân trọng giới thiệu podcaster. Trân trọng giới thiệu host Huyên Lê. Xin giới thiệu host Huy Hoàng. Play từ tháng 9 năm 2019 và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi được chính thức ra mắt đến với đông đảo công chúng về ứng dụng Voice FM và ngoại như podcaster hay là những người thu sách nói. Chúng em đây, Hoài Trâm xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía màn hình để xem một đoạn video. Được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, trải qua những ngày tháng đầy khó khăn cùng những con người đầy tâm huyết, chúng tôi đã phát triển WeWe đến hôm nay. Vừa được ra mắt vào 11 tháng 9 năm 2019 vừa rồi, công ty công nghệ tập trung vào việc nâng cao tầm tri thức cho người Việt Nam dựa trên giá trị của âm thanh. Sau một năm kiên trì, công ty vẫn nhận được sự tin tưởng của hơn 20.000 người dùng với hơn 1.000 tựa sách từ các đối tác bản quyền lớn. Nhà xuất bản trẻ em còn đang mở rộng sản phẩm sang podcast, một hình thức sáng tạo nội dung bằng âm thanh đang là xu hướng trên thế giới với đa dạng chủ đề. Không có tập chạy, không có tập đạp xe thường xuyên. Ở chuyên môn ngày hôm nay thì Hana hướng dẫn mọi người một cái tiếng là vân vân và vân vân. Mình cố gắng tìm ra một lý do gì đấy để thật. Nếu là một cái con người mà những người con gái họ chấp nhận họ ế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhiều người sẽ nói còn Narrator với giọng đọc đa dạng và hiện tại đang phát triển sang hướng AI Voice để có thể sản xuất số lượng nội dung lớn trong thời gian ngắn nhất. Và rất
nhiều tính năng hấp dẫn sẽ và sắp ra mắt. WeWe Voice Connects Wisdom. Thầy chị bằng Hòa Trâm mời lên đây đại diện của công ty WeWe là Hòa Trâm xin phép được giới thiệu CDO giám đốc phát triển Lê Hoàng Thạch để chúng ta có thể nghe được nhiều hơn từ phía chính đại diện của công ty. Xin kính mời anh. Tất cả mọi người, các anh chị đã đến gọi là chung vui, không biết dùng chữ nào khác, chữ này nghe hơi đám cưới một chút, với WeWe ngày hôm nay. Thì WeWe của tụi em và của mình đã thành lập cũng được gần 2 năm rồi. Thì khi mà thành lập á, thì mọi người cũng, khi mà mới thành lập thì cũng không có nghĩ là ngày hôm nay có thể có một cái sự kiện ngày hôm nay nó hoành tráng như vậy. Cho nên là cái lời đầu tiên á, thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến đầu tiên á, là nhà đầu tư, rồi đến những nhân viên đang đồng hành hoặc là đã đồng hành cùng WeWe. Đến với cái câu này á, thì giống như mọi startup khác thì một công ty nó cũng bắt đầu từ một cái ước mơ. Cái ước mơ này là câu chuyện của bạn founder là bạn Thái. Ngày xưa Thái là sinh viên của Thái là sinh viên từ sách nói. Cái này thì nghe có thể nó hơi xa lạ một chút xíu, nhưng mà theo như Thái có kể là với tất cả mọi người và truyền cảm hứng cho tất cả anh em trong công ty á, thì khi mà trong cái quá trình đó thì Thái học được rất là nhiều. Và cũng từ đó mà Thái học được nhiều chuyện đó, thì cũng tự biết, cũng tự cảm nhận được á, là những cái sách nói đó thì nó chỉ nghe trên YouTube thôi, tức là những cái thu âm đó, nó là những cái thu âm rất là sở thích, và đồng thời gần như là cũng có xin phép WeWe. Tụi em làm sách nói và podcast, tất cả các nội dung của tụi em đều tập trung vào 100% bản quyền hết. Ban đầu khi mà mới thành lập công ty thì đó, bây giờ nếu mà mình làm trong cái ngành tri thức, mình làm cái ngành kiến thức á, mà mình hành xử nó không có được tri thức lắm á, thì nó cũng không có ổn. Cho nên nhận được rất là nhiều đánh giá một sao. Tôi nói cái này nó nói thẳng luôn. Và với lý do thôi là tại sao tôi kiếm cuốn sách A, sách B, sách C tôi không có thấy. Và hoặc là cũng có nhiều người lên và phàn nàn inbox trong mấy cái trang fanpage của WeWe á, nói là tại sao mà ít sách như vậy. Thì lý do ít sách á, thì mọi người cũng biết là cái công việc mà đàm phán bản quyền á, nó chưa bao giờ là công việc dễ dàng hết. Tại vì từ nhà xuất bản cái tiếng nó phải gọi là nó phải tôn cái giọng lên, chứ không phải là hai cái giọng cãi nhau cùng một lúc. Thì cái đó là những cái mà khiến cho cái tốc độ phát triển nội kho nội dung nó chậm. Nhưng mà thật ra mấy anh chị các bạn thấy là những cái bìa sách hoặc là những cái bìa podcast đó là cũng là đều mua hình bản quyền hết. Và tới những cái nhạc nền là cũng đều là mua nhạc bản quyền hết. Thì cái đó là có hai mảng, thứ nhất audiobook, thứ hai là podcast. Rồi thì mọi người lên đây thấy là audiobook bản quyền của podcast đặc sắc. Podcast thì gần như là đều là cái sản phẩm thứ hai là gần đây tụi em mới nghiên cứu và phát triển, đó là WeBooks. Với cái sản phẩm WeBooks này á, thì lý do tại sao tụi em lại có đã Voice rồi mà lại có WeBook làm gì? Cái đó lý do là bởi vì khi mà Voice nó theo mô hình subscription model thì cái nó hơi cũng hơi khá xa lạ với người Việt một chút xíu. Đa số là người ta chưa có tài khoản ngân hàng và thẻ ngân hàng á, thì với WeBook á, tụi em làm theo hình thức mua đứt bán đoạn. Cái sản phẩm của tụi em thì với hai sản phẩm này á, thì nó cũng thể hiện cho ba cái mảng kinh doanh của tụi em. Thứ nhất á, là audiobook là ở giữa, thường ở giữa là Verdes, đúng không? Lúc đó để tận dụng thời gian á, thì cái tai của mình á, là nó vẫn đang rảnh. Thì lúc đó khi mình nghe á, thì cái kiến thức nó sẽ được hấp thụ mà mình không cần phải đọc. Tại vì lái xe thì đâu có đọc được đâu, đúng không? Hoặc là đang ngồi xe mà đọc là say xe chắc luôn. Thì nghe á, là một cái hình thức nó dễ chịu hơn. Một cái hình thức thứ hai là podcast. Podcast nó giống như nãy mình cũng nói cái từ này, thì nó ví dụ như hồi xưa lúc mà mình xin phép nghỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo, thì đây là một cái mảng nó cũng rất là quan trọng đối với chiến lược của công ty. Thì với mảng này thì sẽ... ở đây trước mọi người thì em rất là cảm ơn anh Thạch trong thời gian qua đã hỗ trợ công ty. Thì em sẽ lùi về phía sau một xíu về cái việc mà em nghĩ là sẽ quan trọng nhất và đường dài nhất. Đó là em cùng đội ngũ kỹ thuật của bên em để phát triển ra cái AI Voice hiện tại của tụi em. Nó cũng có nhiều cái đau đớn, thăng trầm lắm. Nhiều đêm không ngủ để làm ra cái này. Thì bây giờ em xin trình bày một xíu cho mọi người. Mọi người có thấy ai đâu mà? Mất khoảng bao lâu để tụi em làm được cái giọng như vậy? Mọi người có thể cứ nói đại lên đi. Mọi người đoán bao nhiêu giờ để mà làm được như vậy? 500 giờ ạ. Em sẽ demo trên chính giọng của em cho mọi người thấy luôn. Dạ. Chỉ mất 5 giây thôi. Và slide tiếp theo đi. Với AI này á, tụi em đã được nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trên
anh có thể nghe được tiếng Tây Ban Nha, anh Trung có thể nghe được tiếng Brazil, và việc đó là hoàn toàn có thể xảy ra được trong cái AI Voice này. Tiếp. Cái điểm mạnh nhất của tụi em á, là cái AI của tụi em có thể học được bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới, chứ không phải chỉ là tiếng Việt. Ví dụ tiếng Hindi tụi em có thể học được, tiếng của Indonesia tụi em có thể học được, tiếng Anh học được, tiếng Pháp học được. Vì thế nên là những nhà đầu tư lớn trên thế giới họ rất là thú vị, tại vì tại sao mày có thể học được rất là nhiều cái ngôn ngữ như vậy, không chỉ là tiếng Việt Nam. Tiếp. Cái model mà tụi em phát triển như thế này chắc là mọi người đọc vô cũng không hiểu đúng không? Nên là em chỉ so với vậy thôi. Tiếp đi.